Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp ghim vào cho mọi người xem ha. Thì ghim của mình sử dụng ở đây là ghim số 10 nhé cả nhà. Mình đã chuẩn bị ghim sẵn đây rồi. Ghim số 10. Và sẵn đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình bỏ ghim và thay ghim như thế nào ha. Thì cái phần đầu này nè, mình sẽ nâng nó lên. Đấy, mình sẽ nâng nó lên như vậy. Đấy, sau khi nâng lên rồi thì mình sẽ thấy cái thanh này nè, nó có chữ số 2 luôn nè. Cái thanh này là cái thanh ép ghim nha. Thanh này là thanh ép ghim nha. Đấy, hai cái đường này là hai cái đường song song để giữ ghim nè. Rồi bây giờ mình sẽ kéo qua hai đường song song luôn. Kéo tút xuống phía dưới luôn. Đấy, rồi mình nâng lên. Mình kéo rồi mình nâng lên. Ở đây nó có cái đầu cho mình nè. Mình cầm nè. Đấy, cái đầu này nè, là mình sẽ nâng nó lên. Rồi, sau khi mà đã mở ra rồi thì mình đã tiến hành cho ghim vào. Đấy, mình cho ghim vào như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy vô. Đấy, thì hai cái phần song song này nè, nó sẽ giữ cái ghim lại, làm cho ghim không có bung lên được. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ hạ xuống. Rồi cái phần này nó sẽ đẩy cái ghim sát vào trong cái lề này luôn. Rồi bây giờ mình đẩy lại. Đấy, vậy là xong rồi nha cả nhà, rất là đơn giản luôn. Đấy. Và ghim của mình sử dụng ở đây là ghim số 10 nha cả nhà, ghim số 10. Và số lượng một lần bỏ vô là 50 ghim. 50 ghim nha cả nhà, 50 ghim. Rồi, và số lượng giấy mà nhiều nhất bấm tối thiểu nhất là 15 tờ. Đây 15 tờ, tức là từ 2 cho tới 15 tờ ấy cả nhà. Đây, đây là 15 tờ giấy. Bây giờ mình sẽ bấm thử cho cả nhà xem ha. Đấy, rất là êm tay, rất là dễ dàng luôn. Không cần phải dùng lực nhiều, chỉ dùng lực của hai ngón tay như vậy.